Xin chào anh em nhá. Trong cái khung hình hôm nay mình sẽ có một con Yamoto. Đây là con Yamoto 16 kg, model là Verus DC 16 đây. 16 nhưng lồng nó tương ứng với cả máy khoảng 20 kg nha. Rồi. Và một con Tosen. Thằng này có thằng hàng móc 20N, đó là con máy này máy 20 kg. Con này là dòng lồng cao nha. Đây. Yamoto thì có quá nhiều người giới thiệu rồi nhưng mà con này thì rất là lạ. Đó. Lồng nó cao đây này. Con này điều khiển hệ thống điều khiển thì hoàn toàn bằng hơi, khóa cửa nó cũng bằng hơi luôn này. Đó. Mà lồng cao như này ấy, thì cái mà nó thiết kế ra tại sao nó lại là lồng cao, bởi vì khi mà có cái lồng cao như vậy ấy, là nó sẽ độ rơi của nó tốt hơn. Đó, độ rơi tốt hơn nên là nó làm cho cái đồ giặt nó sạch hơn. Độ rơi cao mà giặt sạch hơn và vắt nó khô hơn. Đấy, cùng so với máy ấy, mà lồng rộng. Đó. Nhưng mà về cái thiết kế là nó như vậy ạ. Yamoto thì ai cũng biết rồi, quá nhiều người biết về Yamoto rồi. Đó, đây. Con này là treo nha. Đó, này, không phải bệ ngồi đâu. Con này là treo. Trong đời này thì trâu bò. Nhưng mà đi xem máy thì về cơ bản như mình nhìn ngay là biết cái máy nó lỗi gì à. Đó, như con này đây, bấm đây, cái tỏ rong cửa này, cái này hở này. Đó, về là phải làm lại này. Nhìn cái biết liền à, đây. Thì nhìn đánh giá là con máy khoảng 60-70%. Đấy mà chỉ nhìn không thôi đó. Chứ chưa được sờ, bởi vì sao rằng là chỉ cần nhìn thôi là người ta đánh giá được từ những cái tác động bên ngoài này, rồi tác động, rồi những cái mài mòn này. Đấy, những cái cơ khí ấy, mòn theo thời gian đấy. Đó, hoặc là những tác động như nào đó vào cái máy mình đều nhìn, đều biết hết. Đó, nhìn qua cái là biết liền là cái máy này hoạt động có nhiều hay hoạt động ít. Hoạt động có thời gian bao lâu rồi. Còn đét đời thì không quan trọng lắm. Tại vì có thể rằng là có cái máy đời rất là cao, nhưng mà nó lại hoạt động rất là nhiều. Đó. Thế còn có những con đời thấp nhưng mà họ lại xài rất là ít. Đó, thì mua được con đời thấp họ xài ít thì còn ngon hơn là cái con mà họ đẹp ấy nhưng mà họ xài nhiều. Cái này chắc anh em nào hay đi chơi thì sẽ hiểu. Đó, đi chơi đạt đến level mà hay đi đồ sơn ấy, mà đạt đến cái level thượng thừa rồi ấy, thì sẽ hiểu. Hiểu cái vấn đề đó. Đấy, như con này là con máy cơ nhá. Đây, lên nóc coi này. Đó. Đây. Con này là 5 phao này, 5 phao nước này. Cơ này, dưới nó motor kìa. Đó. Có motor nằm đây này, đó motor đó. Thế nhưng mà ấy, nó lại qua một cái dàn thắng trung gian này. Đó. Đấy, đầu tiên ấy, nếu mà nó chạy cái corolla trong này. Corolla trong này, chạy vào cái bánh đà này. Đó. Đó là để cho nó giặt. Thế còn khi mà nó vắt ấy, là nó sẽ chạy cái này lấy đà trước, sau đó là đóng cái phanh này. Vẫn là một con motor thôi nhưng đóng cái phanh này là tăng tốc. Đấy. Tăng cái tốc độ vắt lên cao. Con này nó vắt được 800 ạ. À. Đấy mà đời lò xo treo đây. Đây lò xo nó treo này. Đây lồng treo. Đó. Treo đó. Đấy. Thì lồng treo thì chỉnh bằng cái này thôi. Đấy. Xoáy cái này đấy. Lồng nó sệ thì xoáy lên. Đó, đơn giản thế thôi. Máy cơ à. Bộ mạch này mà còn thì tốt, mà không còn thì chắc là phải lắp bộ mạch tàu. Đấy, đi mua máy này ấy, thì nhìn như vậy này là một con máy. Nếu mà ấy, một con máy mà như thế này ấy, là bên kia là gần như đang chạy. Đó. Người ta bỏ ra. Tức là người ta clear. Nhưng mà con này tại sao họ bỏ ra ấy? Thì có lý do của nó đấy. Không phải là tự dưng người ta bỏ đi đâu.
Ở nhà tao cũng tiết kiệm mà. Nào, đây. Nguyên nhân họ bỏ đi ấy. Đây mọi người nhìn thấy là nó vẫn đang bình thường này, đang đẹp này. Cái ni lông dán này bảo quản đây nó còn chưa bóc cơ. Bao năm này còn chưa bóc à. Đó. Thấy chưa? Nhìn những cái phím này, cái độ mòn của cái phím bấm này này. Thấy chưa? Là biết là con máy này xài rất là ít à. Không có xài nhiều. Nhưng mà ấy, so với tuổi thọ thì xài ít thôi. Còn so với thời gian thì nó xài nhiều lắm rồi đó. Bên kia nó đã bỏ đi rồi mà. Đây là công tắc cửa nó này. Đây cái công tắc này là báo cửa này. Báo cửa đóng rồi hay chưa đóng này. Đấy khóa của thằng Yamoto thì nó làm chi. Đây nó khóa kiểu này. Ngoan này. Đấy khóa ngoan này. Nhìn thì rất mỏng mảnh này. Thôi mà xài đó 30 năm chưa chắc là hỏng. Đó. Nói về cái lồng này này. Cái lồng Yamoto đây thì nó như này à. Đó. Nhìn lên vậy đó. Đặc trưng đấy. Đây lồng to cao rộng này, inox dày dặn lắm, chứ không như hãng khác. Nói chung là nó đắt thì nó sắt ra miếng thôi. Thế nhưng mà Nguyên đang nói tiếp về nguyên nhân mà người ta bỏ cái máy này đi ấy. Tại sao người Nhật họ bán cái máy này bỏ đi ấy? Bởi vì sao là cái máy này đến cái chu kỳ duy tu mà tốn rất nhiều tiền. Đầu tiên ấy là con này dàn bi phớt đã chết rồi. Này quay à. Nghe không các bạn nghe không? Đó. Đấy nó kêu lạo dạo lạo dạo á. Đó. Đây là dàn bi này teo à. Là về con này phải làm lại bi phớt à. Rồi mạch này cũng hên xui nữa. Nhưng mà có một cái này như này này. Phải làm bi phớt ấy. Thì nếu mà một đôi vòng bi của con Yamoto này mà mua hàng Made in Japan. Japan là Japan xịn á. Rơi vào tầm khoảng 16 triệu cho đôi vòng bi. Công thay của con này ấy, nó rơi vào tầm 4 đến 6 triệu công làm nữa. Các bác không thể nào mà nói là ông thay cái vòng bi có một ngày à, sao lấy tôi tới 4 triệu. Thì xin thưa các bác rằng á, là để thay được cái vòng bi của con này ấy, là người ta phải mang theo cả một cái xe ô tô hậu cần phục vụ phía sau, bao gồm van, bi đúng không, và hai người thợ. Công người thợ trung bình một ngày tầm khoảng 500 ngàn. Đấy là thợ bình thường. Còn thợ thay được bi phớt tốt thì nó khoảng 600-700 ngàn gì đó. Tùy à. Thế nên là hai người làm ngày cộng với cả một cái xe ô tô hậu cần nữa là chắc chắn là đã chi phí đã mất tầm khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rồi. Đấy. Nhưng mà đấy là ngày hôm nay họ có việc làm cho các bác. Còn ngày mai họ chơi không mình vẫn phải trả lương. Thế nên là mình phải tính luôn thêm lương ngày mai và ngày kia đó. Đó là lý do là tại sao rằng là người công là công và đồ là đồ. Các bác có thể thay bi xịn hoặc các bác có thể thay bi tàu 1,5 triệu. Nhưng đa số ấy, dân làm máy này mà thay cho khách ấy, thì đều thay bi đều. Bởi vì sao rằng là con máy này ấy, đến khi hoàn thiện xong ấy bán ra thì được tầm khoảng 80 đến 90 triệu. Tùy vào cái vị trí mà khách hàng mong muốn tầm đó. Thế nhưng mà ấy, nó lại nhập vào ấy là nó cũng cao à. Nhưng mà nếu mà thay cái vòng bi tới 12, 13 triệu đó thì lấy đâu ra lời. Đó. Một cái phớt này ấy, nếu mà là phớt xịn ấy nó tầm khoảng 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi. Nếu phớt xịn. Nếu mà tôi nói sai mọi người cứ chửi thoải mái. Nhưng nếu phớt xịn ấy, đôi phớt xịn con này tầm 1,2-1,5 triệu là cái chắc phớt nó ok. Đó. Những cái người làm máy giặt sừng sỏ tại miền Nam này như tôi biết là gồm có Tuấn Thành máy giặt này, Phan Thiết này. Đại khái là miền Bắc thì có rất nhiều anh em nữa. Là nhưng mà tôi cá rằng rất có ít người mà họ dám bảo hành cái thời gian bi trục dài. Bởi vì sao bằng à, có những bài toán về bảo hành này nó rất là hay. Như là tôi sẽ
bán cho bạn cái máy này với giá 90 triệu. Thế bây giờ bạn muốn bảo hành bi trục 3 năm, ok. 2 năm, ok. 1 năm cũng được, 1 năm là theo tiêu chuẩn rồi. Giờ bạn muốn bảo hành bi trục 2 năm, tôi cộng thêm 10 triệu nữa. Thế là tôi chắc chắn là tôi đút túi cái khoản 10 triệu rồi. Bởi vì sao là làm sao mà trong đến năm thứ hai nó chết được. Kể cả là hàng bi phớt đều cũng không thể nào chết được trong vòng 2 năm. Đó, mà tôi sẽ được thêm cái 10 triệu đó. Và tôi bảo là thôi thêm 5 triệu nữa tôi bảo hành cho bạn, là thành 3 năm bi trục. Bạn cười như ngé, ok, ngon rồi. Mua máy này được bảo hành bi trục 3 năm. Rồi ok, đến năm thứ 3 nó toang. Thế là tôi đến tôi thay cho bạn bộ bi trục, bi phớt ấy. Khi tôi thay xong cho bạn bi phớt ấy thì bạn cười happy lắm, là à, có chị nào nó đến mua bán bảo hành bi trục xong mà nó bảo hành bi trục cho mình rồi, ngon rồi. Đúng đó, tôi nhận tiền của bạn rồi thì tôi phải bảo hành cho bạn. Nhưng thật ra ấy, bạn đâu biết rằng là bạn đã phải trả cái tiền bi trục cho tôi cách đấy 3 năm. Tại vì sao tôi thu thêm 5 triệu mà trong đó tôi thay hết có 4 triệu rồi, đúng không? Đó là đôi vòng bi đều nhân công phớt tôi lại táng vào, bạn lại chạy tiếp 3 năm nữa lại chạy lại thay. Thế là nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là mọi người khôn, nhưng mà tôi xin lỗi, chỉ có người mua nhầm thôi, người bán không bao giờ nhầm. Đừng nói rằng là em nhầm, em ABC, không có đâu. Nếu mà các bạn ấy muốn mua được cái máy mà ngon lành tử tế thì cũng sẽ có tử tế. Còn ấy, cái giá cả ấy, mua bán ấy thì chủ yếu rằng là sao là cái giá cả nó phù hợp với đồng tiền mình bỏ ra thôi. Chứ đừng có nói là ở đâu là ngon, bổ mà rẻ nhá. Không bao giờ có. Ngon bổ rẻ nhất chỉ có vợ mình thôi. Đấy là những thằng đông nói với nhau như thế. Còn không có cái gì là rẻ hết á. Đấy là tản mạn sơ tha về máy giặt như thế. Đấy là con Yamoto này. Rồi tới đây này. Là con Tosen 20. Con này ấy, thì được cái rằng là có một cái rất hay là như này. Là muốn chạy nó ấy, là phải đi kèm theo một cái máy hơi. Máy hơi nữa là mới chạy được. Có máy hơi nhỏ bên cạnh ấy, bởi vì toàn bộ hệ thống điều khiển van nước rồi là các thứ đó đều chạy bằng hơi hết. Em tôi trèo lên trên này. Đó, thì cái vỏ này của nó bằng tôn này. Ba chế độ nước này. Đây van nước này, ba chế độ nước này. Motor treo này. Đấy. Nhìn con motor nó anh biết xịn xò nào rồi chứ. Đấy, lồng sâu. Bi trục con này khó nghĩ đi. To cổ mẹ luôn. Chắc chắn. Nên là cái bộ này nhìn nó to, nó vĩ đại này, nó nặng hơn tấn. Hai đường nước. Đây là hai đường nước này. Đây là cái vỏ anh em nó bắt thêm vào, nó trắng cái bộ mạch kia thôi. Đây là bộ mạch kia đây. Đó, mạch đây. Đấy, con này là in vector này. Biến tần. Nhưng mà bộ mạch này thì tôi nghĩ là chắc là đi rồi. Đấy, đây là cái đấy của nó đây, lồng nó đây. Khi về đến Việt Nam mình ấy là sơ sơ nó cũng nằm mưa nắng đâu đó khoảng nửa năm tới một năm. Nên là nhìn nó xấu này thôi chứ thực ra về làm lại cái là ngon lành ngay à. Cái máy mà càng lớn thì càng rẻ. Con máy 50 kg này đấy. Nếu so mà cái khối lượng giặt ấy với cả giá cả thì khi nó còn rẻ hơn cái máy 16 kg. Đó, nhưng có việc mà giặt 50 kg hay không thì tôi không biết. Đó, Side Star này. Vỏ inox. Đó, bảng điều khiển đây. Đấy là sơ sơ về cái dòng hai cái dòng máy giặt đang muốn bán này. Các bác thích lấy con nào thì mình chào con nó thôi. Con này ấy, con Tosen này này, nếu mà làm ngon lành xong xuôi ấy nó rơi vào đâu đó tầm khoảng ngon nghét 8-9 chục triệu gì đó.
tùy điều kiện. Đó, còn các bác muốn bảo hành bao lâu tôi bảo hành được. Ví dụ như là tôi bảo hành cho bác 10 năm chẳng hạn. Đó, tôi nói tôi bảo hành 10 năm đó. Giá 90 triệu bảo hành 10 năm. Nhưng bảo hành cái gì nào? Tôi bảo hành con ốc này. Đó, 10 năm. Ok chưa? Nào, chơi không? Thế còn cái này hả? 1 năm hết bảo hành, thay mới, tính tiền. Đúng không? Đó, sơ sơ nó vậy à. Nói vậy cho anh em hiểu những cái mánh, mánh trong cái ngành làm máy. Không phải là bóc phốt hay làm gì cả, nhưng mà chia sẻ để mọi người hiểu hơn ấy, về cái ngành máy cũ này, máy xe này. Đó, hiện tại có hai con Yamoto mới cả Tosen. Thế còn hai con thôi, anh em nào cần thì liên hệ nhá. Thời gian dự kiến giao máy là từ 7 đến 15 ngày. Đó. Và nếu anh em nào cần máy sấy máy trước nữa thì cứ ới, ở đây nó cũng có sẵn à. Mọi người cần cái gì thì alo nha. Rất cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ kênh của mình. Kênh của mình hiện tại không có thu phí, không làm gì hết đấy. Chỉ có để cho mọi người được tận mắt chứng kiến này, máy móc và cái sự trải nghiệm cho những người mà chưa biết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Thân ái và chúc mọi người sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.